Vâng, GLOW xin mến chào toàn thể các bác nhé. Và tiếp tục trong video clip ngày hôm nay, em trân trọng được giới thiệu cũng như quảng bá cho các bác một mẫu vang cơ cao cấp. Và nói đến các dòng vang trên thị trường thì bên em bán full các mã như hết tiết rồi. Những sản phẩm các bác yêu thích, những thương hiệu nào bên em đều có. Những sản phẩm như TD, AP, PS, DB, Atli, bên em đều bán full mã phụ bác anh em. Và chính vì những sản phẩm em đã được luôn nâng cấp cũng như trải nghiệm và nhập về phụ bác để các bác được trải nghiệm những sản phẩm trước đây các bác mua ở những phân khúc vang cơ, phân khúc thấp này, thì các bác chưa được tiếng, nó chưa được ưng ý, mà bởi bác có nhu cầu đang thừa thãi hoặc có nhu cầu trải nghiệm thì bác có thể nâng cấp lên sản phẩm như vang cơ cao cấp hôm nay em giới thiệu bác, đó là những sản phẩm vang cơ chính hãng. Và nói đến các sản phẩm vang như hiện tại bên em đang bán bây giờ, kể cả vang cơ, vang số, thì bên em chỉ bán sản phẩm chính hãng nhé, có lưu ý cho em. Như các biết thì sản phẩm cuộc sống thì luôn được cải thiện và người ta hiểu hôm nay là nâng cấp và thời đại 4.0 rồi 5.0, thì giống như những sản phẩm âm thanh vậy, thì đơn vị em vậy, sẽ bản thân bên đơn vị em cũng luôn cố gắng để là trau dồi kiến thức rồi là nhập về những sản phẩm cao cấp hơn để phụ bác anh em, với quan trọng là mức giá tốt, vì bản thân đơn vị em nhập rất nhiều các sản phẩm với số lượng lớn nên cũng được các đơn vị là ưu ái mức giá tốt, cũng như là khi bán lẻ ra cũng được giá tốt cho các bác anh em sử dụng. Và hôm nay tập trung vào vấn đề đó là mẫu vang cơ cao cấp nhất của hãng TD Acoustic, mã hiệu là TD T9 Luxury các bác nhá. Đây gọi là Luxury. Thì dòng này thì có hai phiên bản màu, một là phiên bản màu đen, hai phiên bản màu ghi các bác nhá. Thì bên em luôn sẵn hàng của bác anh em tại hai cơ sở, là cơ sở 1 364 Quang Trung Hà Đông Hà Nội. Cơ sở 2 ở trong miền Nam là 48B cư xá Ba Điểm, quốc lộ 2, quận Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, cách bến xe An Sương 500m cùng chiều bến xe An Sương. Thì tại hai cơ sở thì luôn sẵn hàng các sản phẩm của thương hiệu cũng như các sản phẩm của hãng phục vụ anh em. Ngoài các sản phẩm hàng mới ra thì bên em bán rất nhiều các sản phẩm như loa bãi, mic bãi phục vụ anh em. Nhưng riêng các thiết bị dàn là em sẽ tập trung vào những sản phẩm hàng mới hơn, thì những sản phẩm hàng mới thì cái độ bền cũng như sự ổn định nó cao hơn. Và nói đến chất âm của dòng này thì em cũng review sơ lược qua để các bác cùng nắm được. Thì khi một con vang cơ ở phân khúc cao cấp này thì về tính năng của nó sẽ tương đương một con vang số ở phân khúc tầm trung các bác nhá, lưu ý cho em. Để nó tương đương như vậy thì các bác sẽ dễ làm chủ được cái điều quan trọng, những bác nào mới chơi thì có thể dễ làm chủ được vì nó sử dụng tất cả các lút tinh chỉnh cũng như là nói chung là về cơ bản gọi là hiểu lâm la là chỉnh bằng cơ học. Thì các bác những bác nào mới chơi thì đây là những chiếc vang để bác dễ dàng làm chủ, cũng như về chất âm nó đã mặc định, về cơ bản nó có reverb, echo và tính năng lưng tiếng, là bản chất nó đã hay hơn rất nhiều các vang cơ thông thường rồi. Nhưng cái quan trọng là khi các bác tìm hiểu một chút, các bác chỉnh tròn một chút thì nó cũng rất là hay rồi. Và trước khi gửi đi hàng đi cho các bác thì được đơn vị em là cũng chỉnh và chỉnh sơ lược nó đạt được 85% trước khi gửi hàng đi cho các bác của anh em. Và điều quan trọng nữa là đến với tay khách hàng là những sản phẩm hàng mới cập nhật nhất và những sản phẩm cao cấp, và một cái nữa đó là chính hãng các bác nhé. Đối con vang này thì rất nhiều tính năng, em sẽ review sơ lược đây các bác cùng xem. Thứ nhất, đây là phiên bản mới nhất 2022 thì nó tích hợp tính năng Accenter là lưng tiếng các bác nhé, FBE nghe là chống hú các bác nhé, nghe ấn ra ấn rô. Khi ấn vào nghe là có tác dụng và ấn ra rô, chưa kể các giải khuếch đại của nó, từ phần giải, từ các giải từ cần từ phần giải bát của phần đứng mic, giải chung của đứng mic và giải chép của đứng mic thì nó đã thể hiện ở tất cả các dần EQ đây các bác nhé. Tất cả cần EQ đây. Đấy các thấy. Nó chỉnh EQ riêng biệt, như là cứ hai cần này nó sẽ là một vào như hai nó cần EQ từ giải là sẽ vào một cần bass đấy. Nghĩa là nó chi tiết hơn so với sản phẩm vang cơ thông thường và nó tiếng nó hay hơn. Và cái thứ hai nữa, các chế độ của nó từ reverb, delay, repeat sẵn ở đây mặc định nó tương đối là đạt đến khoảng 75-80% rồi, và một cái lúm echo vol là tổng của phần echo, nhà phần nhại đây là tổng của repeat, delay, repeat, nhà reverb đấy các bác nhá, reverb. Và ngoài ra phần nhạc vậy, nhạc thì ở đây nó sẽ chia ra thêm một cần nữa là cần thể loại nhạc. Thì các với căng cơ thông thường chỉ chia bass, trung chép thôi, thì đây nó chia thêm một cần nữa. Đấy, em nói sơ lược qua thì bác có thể tưởng tượng được là rất dễ tinh chỉnh và dễ làm chủ. Và ngoài ra thì đối với thông số ở phía đằng trước, còn thông số ở phía đằng sau thì bác có thể thấy đây là từ các cổng center, cổng sub ra thì nó đều có cái phần cắt sub của sub vol, phần preamp, rồi là cần âm lượng của sub hạn chế tín hiệu ra.
Vì nữa thì khi mình những bác nào tùy theo cấu trúc bộ dàn mình có thể hạn chế tín hiệu ra, giống như bọn em đi cài vang số vậy, mình cũng phải căn để căn pha căn phây để làm sao căn ra cái ngưỡng nó vừa phải để cho tránh tình trạng là cháy hoặc là sốc tín hiệu quá sẽ bị cháy loa các nhá, cháy chung cháy chép hay là tín hiệu ra lớn quá nó sốc hoặc là bị tụt côn loa đấy. Và tín hiệu ra nó cũng rất là nhiều các nhá, từ 4 cổng ra thông thường nó tính ra tổng của nó là 6 cổng và 2 cổng aux tín hiệu vào, cổng rex, cổng cổng đồng trục và cổng quang và một cổng kết nối bluetooth các bác nhá, bluetooth và cổng một cổng mic đằng sau. Về cơ động sẽ có một cổng mic đằng sau để các bác có thể dễ dàng tinh chỉnh để ẩn đường mic đằng sau đã bị lộ trường hợp các bác làm cắm micro không dây. Và ngoài ra một phím là phím ấn tắt nó rất là gọn gàng và rất là có thể nói là rất khoát, phím nó rất là rất khoát luôn. Có phím quang. Và một cái đặc điểm nữa là rất hay đối với con vang này so với các con vang khác là em đánh giá rất là cao, đó là gì các bác để đấy anh, là ngoài tính năng như là ấn input đây nhá anh nhá, input là chuyển đổi đúng không ạ, chuyển đổi chế độ đúng không ạ, như BT OTP OX1 OX2 thì cái phần input này này nó sẽ là ngoài các chế độ ra thì bên cạnh đây bác có thể thấy là chữ echo up này, có nghĩa là trường hợp như anh em đi sự kiện ấy, anh em sự kiện và mới vào nghề mời những cái bộ ở phân khúc tầm trung, không phải phân khúc như là cái bộ bình thường ấy, những bộ ở phân khúc gọi là show nhỏ, những bộ sự kiện nhỏ thì bác phải chơi những con vang này, bác có chế độ là tắt bật cái chế độ echo để trường hợp là phát biểu là rất là hợp lý, rất là dễ sử dụng nhé. Thì lúc đó sẽ có tiếng mic khô không để bác phát biểu và nó cơ động hơn để đỡ khỏi làm effect các bác nhá. Đấy, vừa rồi em đã cũng review sơ lược qua đối vang cơ này. Thì đối sản phẩm vang này thì bác sản phẩm chính hãng thì bác phải nhận diện ở rất dễ dàng. Đây em sẽ quay ngược lại cho bác. Tất cả chân nó bán dẫn bằng đồng hết 100% để thứ phần tiếp xúc tín hiệu và tiếp xúc đường truyền điện là nó sẽ ổn định hơn, không bị chập chờn, không bị nhiễu tán, không bị rè, xoẹt xoẹt. Và sản phẩm chính hãng thì nó lưu ý này, nào sẽ có mã check không nhé, mã check cho em. Quan trọng là hàng chính hãng có mã check và nhất là những đơn vị uy tín nhập nhiều thì bác có thể nhìn bác biết rồi. Và cái tem phụ của nhà hãng này là tem vỡ dán trên tem ốc thì nó nhìn trông rất là sắc nét, không bị mờ nhạt, không bị dạn. Và bên trong hộp đây, hộp bác ấy thấy này, hộp thì nó có hai ke hai đầu, một cái giữ ở bên giữa và một dây nguồn nó bọc ở đây, bọc đây và một dây anten theo máy bao nhiêu trong cái quyển sách bác lưu ý cho em. Và trong cái quyển như biết thì vang thì sẽ kèm theo đó là một cái tolo vít để bác tinh chỉnh. Con này thì em đã bán rất là lâu rồi, rất lâu nhưng đến ngày hôm nay lại tiếp tục về hàng cho các bác anh em. Hàng vừa về phiên bản 2022 các bác có thể thấy đây đúng không ạ. Một clip em review chi tiết cũng như thông báo hàng về tiếp tục phục vụ bác anh em. Các bác anh em có nhu cầu trải nghiệm, các bác có nhu cầu mua sắm thì nhanh tay liên hệ đơn vị em qua 3 số điện thoại đây. Hoặc đến cơ sở bên Đường Minh, cơ sở miền Bắc là 364 Quang Trung ở Đông Lội. Cơ sở miền Nam là 48B Cư Xá Ba Điểm, quốc lộ 22 quận Đông Môn thành phố Hồ Chí Minh cùng nhà trên mặt mặt quốc lộ 22 luôn bác nhá, cùng chiều bến xe An Sương luôn, cách 500m thôi. Đây là một clip review sản phẩm. Thì biết thì ngoài ra thì các bác anh em có nhu cầu mua sắm lắp đặt, nhu cầu mua những bộ combo hay những sản phẩm vang số để công suất thì có thể liên hệ em để em tư vấn chi tiết cho bác. Vì đơn vị em bán đa dạng các mã sản phẩm. Vì đa dạng thì em bản thân em cũng có trải nghiệm để tư vấn cho các bác nó sát sao hơn, chi tiết hơn để làm sao nó hợp lý trong tầm tài chính của bác sử dụng nhất các bác nhá.